Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thầy xin gửi đến cho quý vị là cái đề tài là 10 điều hạnh phúc mà thông qua những lời Đức Phật dạy. Lời đầu tiên thầy xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạ, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng gì bình an, kiết tường như ý, và một năm mới đến đầy niềm vui phúc lạc. Về những gì năm cũ đã qua thì chúng ta hãy để cho nó trôi qua, và năm mới chúng ta chia sẻ 10 điều hạnh phúc. Những điều này được trích từ trong kinh điển của nhà Phật. Quý vị biết là tất cả mọi loài luôn, không riêng gì con người, tất cả mọi loài chúng sanh hữu tình đấu tranh hoặc là chúng ta làm ở trong cuộc sống thì cũng mưu cầu hạnh phúc thôi. Ví dụ như chúng ta tu, chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc, hay là mình đi làm ăn cũng mưu cầu hạnh phúc, hay là chúng ta phấn đấu một việc gì đó cũng là mưu cầu được hạnh phúc. Như vậy thì hạnh phúc là cái gì? Tức là mỗi người đều đặt ra cho mình một cái khác nhau, nhưng mà chúng ta hiểu nôm na cái hạnh phúc là sự bình yên ở trong tâm, và ở bên ngoài chúng ta sống một cái đời sống được thoải mái, nhẹ nhàng, không bị áp lực, rồi ở trong tâm của mình đó thì rất là bình yên, không có phiền não, không có bị cái tâm nó quấy phá, vọng động làm cho mình lo lắng, sợ hãi, sầu thương, oán giận. Thì hạnh phúc nói chung là nhiều quan điểm khác nhau lắm. Ở đây chúng ta nói là cái hạnh phúc là cái mà sự an lạc của nội tâm và sự bình yên ở trong đời sống. Chúng ta nói về góc độ đó, tức là sự an lạc của nội tâm mình và sự bình yên ở trong đời sống. Như vậy thì cái điều thứ nhất á, là chúng ta muốn được hạnh phúc á, thì ở đây nói là nếu mà chúng ta có tình yêu thương sẽ có thể hàn gắn tất cả. Cái điều này á, Đức Phật đã dạy trong rất là nhiều kinh. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú á, đó là lấy quán thù và đáp quán thù, quán thù không hết, niệm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Có nghĩa là dầu cho người ta thù người ta quán, hay là dầu cho ở gia đình mình nó có nghèo khó, dầu cho là mình có bị bệnh tật ốm đau, nhưng mà ở đâu có tình thương yêu, mà thương yêu á, thì nó cộng với cái sự tha thứ và quan tâm. Tức là quan tâm để hiểu, hiểu người ta mới thương. Và khi mà nghịch ý nghịch lòng á, là mình nói người ta đã hại mình, hoặc là người ta mày có lỗi lầm với mình, thì mình sẵn sàng tha thứ. Nên cái tình thương yêu nó là một cái chất keo để dán lại những cái khoảng cách kẽ hở ở trong tâm hồn của mình, và tình thương yêu sẽ lâu người ta lại gần hơn. Bây giờ ví dụ như mình sống trong một tập thể mà quý vị thấy là mình cái gì cũng có hết á. Ví dụ như tiền bạc mình cũng có, giàu sang phú quý, sắc đẹp, sức mạnh, cái gì mình cũng có hết, nhưng mà mình thiếu cái tình thương thì ở nơi đó như thế nào? Ví dụ như chỗ đó cái gì cũng có chứ, muốn tiền có tiền, muốn vàng có vàng, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn cái gì có đó, nhưng mà chỉ có vắng bóng, chỉ nổi mỗi một tình thương thôi, thì ở nơi đó thấy nó trống vắng lắm. Ví dụ nhà mình á, mỗi người ăn cơm nơi, không ai về nói với ai hết, tiền ai nói xài, thầy gặp nhiều nhà vậy đó, có gì thiếu tình thương. Còn nếu có tình thương á, người ta quay quần lẫn nhau, dầu cho ở xa nhau đi nữa, có tình thương á, người ta cũng là lo lắng cho nhau. Ví dụ như là điện thoại hỏi thăm, rồi mình muốn về thăm á, mình cũng phải mua đồ mua đạt gì trước ha, chuẩn bị. Ví dụ như Tết về thăm nhà, mình có tình thương á, bắt đầu mình mua cho ba đôi dép nè, cho mẹ cái áo ha, cho đứa em gì đó đó. Tức là ta thể hiện cái sự quan tâm, quan tâm thấu hiểu. Nên tình thương này
nó là một cái chất liệu mà nó cần có trong cuộc sống dữ lắm. Nếu mà không có cái gì thì nhầm khi cuộc sống ta không có ý nghĩa. Nên từ góc độ của gia đình chúng ta có tình thương, góc độ của ở cái nơi nào mình ở, ví dụ ở chùa thì cũng huynh đệ, cũng có tình thương với nhau. Nếu mà không có tình thương á quý vị, thì chúng ta hãy làm sao mà ta thương được, thì cái đó mới là cái hay đó. Mình làm sao mà mình thương được người khác thì cái đó mới là cái hay đó, chứ không phải là cái tình thương nó có sẵn. Có những cái tình thương có sẵn là tại vì nó liên quan từ trong kiếp trước. Ví dụ như hai người này đã từng thương nhau, hoặc người này là nợ nần của người kia nên gặp nhau thương để trả nợ. Ví dụ như vậy đó. Có những cái người chồng á vác lúa vác gạo muốn chết về nuôi người vợ, và có những người vợ làm lụng muốn chết về nuôi người chồng ở không không à. Như vậy là người ta đã trả nợ từ trong kiếp trước á. Ví dụ nên dây người ta đâu kiếp trước giờ mình trả. Bây giờ gặp người ta mình không thương sao trả. Do đó mình gặp người ta mình thấy mình thương liền à, rồi mình trả nợ trong kiếp xưa à, càng thương càng trả nợ. Nên đó mình thấy á, trong cái thương tự nhiên nha, trong cái thương tự nhiên á mà mình thương ai đó, người đó có nhân duyên mình. Một là kiếp trước mình á là với người đó đã từng thương nhau ở trong một cái tình yêu nam nữ, hoặc là thương nhau trong tình cảm gia đình, hoặc là bạn bè. Cái thứ hai nữa, mình người đó đã từng ân hoặc là từng quán với nhau, đều thương nhau á quý vị. Nên cái quán nó có hai dạng, một dạng thương và một dạng gặp nhau không thương, thì tùy vào cái mức độ quán nó như cỡ nào, cái này nó phức tạp. Nhưng mà nói chung là nếu chúng ta thật lòng, tình thương này phải tình thương thiệt nha, chứ không phải biểu diễn nha. Có những người tình thương biểu diễn á, biểu diễn là bên ngoài mình làm mình lo lắng rồi cho người ta dữ lắm, nhưng trong lòng không có thương người ta. Tại sao lại như vậy? Tại vì mình muốn lợi dụng người ta cái gì đó. Có nghĩa là mình muốn lợi dụng người ta cái gì đó, bên ngoài mình tỏ vẻ nói năng ngọt ngào lắm ha. Bảy ơi bảy, bảy cần gì không bảy ha. Em là giúp đỡ bảy đó ha. Nhưng mà cuối cùng lận cây dao đó là bảy sơ hở cái là bảy chảy máu đó, chứ không phải trời. Như vậy là không phải, đó không phải tình thương. Tình thương xuất phát từ ở trong tâm của mình. Có những cái tình thương mà có sẵn, có nghĩa là nó đã dính từ gốc từ trong kiếp trước. Còn đa phần là chúng ta quân tập cái tình thương. Quân tập tình thương nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta không có dính dáng gì kiếp trước hết á. Nhưng mà bây giờ người ta có thể ghét mình, bây giờ người ta có thể không thương mình, bây giờ người ta có thể thương mình. Thì tất cả những cái đối tượng ghét, không thương hoặc là thương mình thì mình cũng đối xử với cái tình thương yêu đối với người đó. Ví dụ người ta thương mình thương lại. Người ta ghét mình cũng thương người ta. Người ta không thương mình cũng thương người ta. Thì cái này mới là đặt ra là một người biết giữ hạnh phúc. Cái người biết giữ hạnh phúc á, cái người biết tạo dựng hạnh phúc đó, là cái người tập tâm mình thương yêu. Nên ở trong nhà Phật á, một cái gia tài rất là quý mà Đức Phật để lại cho mình đó là biết thương yêu vô lượng chúng sanh. Cái đó là gia tài của Phật đó. Nếu người nào mà biết thương yêu người khác hoặc là thương yêu chúng sanh thì người đó đã hưởng được gia tài của Phật. Mình là người con Phật, mà mình là người Phật tử, mình là người con Phật, nên mình hưởng được cái gia tài của Phật. Mà trong cái gia tài đó là có cái tình thương yêu vạn loại chúng sanh. Cho nên á là mình thấy mình không có thương ai cả, cái tâm hồn mình chay cái sạn này, tâm hồn mình như sỏi đá này, thì lúc đó mình phải ngồi mình quán, mình sám hối dữ lắm, và mình tập thương. Tập thương nghĩa là mình thấy người ta khổ rồi mình thương. Thấy người ta sống ở trong cái đời sống thiếu thốn mình thương. Thấy người ta cô thế cô thân mình thương. Nói chung là mình phải tìm ra một cách để mình có thể thương được những người xung quanh. Cái này rất là khó. Nên cái người nào mà mở rộng được cái tâm mình lớn, mở rộng tâm lớn, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả chúng sanh thì mình mới có thể thương được. Nếu mình nhìn thấy xung quanh đây, mình có ghét ai không? Nếu ghét á quý vị là mình đánh mất cái hạnh phúc trong cuộc đời mình rồi đó. Nên ta nói là nếu không thương thì thôi chứ đừng có ghét. Một là thương, hai là không thương thôi, thì ở mức độ đó thôi, chứ mình đừng có ghét người ta.
Nhưng mà mình có thương, rồi mình có ghét, rồi mình có hận, có thù, thì cái đó mình đã đánh đổ hạnh phúc của chính mình. Có nghĩa là mình không tìm được cái hạnh phúc ở điều thứ nhất mà Đức Phật dạy. Nên đó, tình thương có thể cảm hóa được tất cả các cái. Và cái tình thương yêu đó, mình thương người ta, nhưng mà mình được hạnh phúc. Nên đó quý vị ráng thương ông nội, cũng ráng thương những người xung quanh, nhất là những người có duyên với mình, là huynh đệ mình, cha mẹ, anh em mình, những người quen thân với mình. Nếu không thương được thì cũng đừng có ghét. Mà nếu lỡ có ghét thì hãy tha thứ, khoan dung độ lượng cho cái ghét nó mất đi. Chứ đừng có bao giờ để cái ghét nó trở nên thành kiến. Quý vị biết thành kiến không? Thành kiến như thế này nè. Cái người đó đó, người ta làm sai cái gì đó, mình ghim cái đó luôn. Mình gặp người đó là mình bực, gặp người đó là mình bực mình đó, là nói xấu người đó, rồi đó là mình chống đối người đó tới cùng. Dầu cho người đó bây giờ là người rất tốt, nhưng mà trong tâm mình trở nên thành kiến. Nên nếu thành kiến đó là cái tường đồng vách sắt làm cho mình mất cơ hội hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Nên người nào mà có thành kiến á, có gì thì là chúng ta hãy đập bỏ cái bức tường thành đó đi, đập đổ thành kiến đi. Mình phải suy nghĩ hôm nay họ sai, nhưng mà họ sẽ thấy những cái điều sai họ sửa, hoặc là ngày mai họ lớn lên, họ gia chạm cuộc đời, từ từ họ sửa. Nên mình đừng có thành kiến. Nên mình thấy người đó nóng giận sân si, cái đầu là mình thấy người này không phải là người tốt, thì từ đó gặp người đó mình tránh né luôn, thành kiến. Hoặc người này ăn cắp ăn trộm, lỡ ăn cắp ăn trộm lần mà giờ người ta hết ăn cắp ăn trộm rồi, mình gặp người đó mình nghĩ như người ăn cắp ăn trộm, mình tránh né, đó là thành kiến. Quý vị ai có thành kiến không? Nên người nào có thành kiến là chúng ta đánh mất cái cơ hội hạnh phúc của mình. Cái người nào mà ghét người khác, người đó đánh mất cái cơ hội hạnh phúc của mình. Nên đó là cố gắng mình không thương được, cũng đừng ghét những người xung quanh của mình. Tại vì tất cả đều có duyên với mình mới gặp được. Không có duyên là không bao giờ gặp được. Đó là cái điều thứ nhất, đó là cái tình thương yêu. Không có ai ráng quân tập, không thương được thì đừng có ghét, và đừng có thành kiến với bất kỳ ai. Nên tha thứ, khoan dung độ lượng. Cái đó là chúng ta nhặt lấy cái tình yêu thương, và chúng ta nhặt lấy hạnh phúc từ rơi rớt ở trong cuộc đời này. Chúng ta mót hạnh phúc bằng cách đó. Cái thứ hai nữa quý vị, là Đức Phật ngài dạy là chúng ta nếu có hạnh phúc á, cái người nào mà sống với từng bước chân của hiện tại chừng nào thì người đó có hạnh phúc nhiều chừng đó. Có người bôn ba đi tìm ở đâu đó là ngày mai để được hạnh phúc. Có người sống lại với quá khứ, mong nhớ kỷ niệm xưa em của ngày hôm qua. Một thời huy hoàng đã qua, người ta sống với gì đó. Nên có nhiều người, người ta sống với quá khứ không có gì, người ta không có lại để ý gì vợ chân á. Và tại vì hồi xưa người ta quá huy hoàng, rồi bây giờ người ta bị điêu tàn, cho nên đó là người ta sống với cái huy hoàng ngày xưa không à. Nên người ta sống với những kỷ niệm không à. Đó, do đó mà cái gì người ta cũng giữ lại hết á. Giữ lại cuốn sổ, giữ lại cây viết, giữ lại chiếc khăn. Ngày xưa có cái mô đen tặng khăn nha. Mà có những nước mà mình tặng khăn là người ta giận mình đó. Ví dụ mình đi qua mà Đài Loan mình tặng ly đều là không được à. Tặng ly là ly tán, tặng khăn là khó khăn. Cho nên đó, là mà ngày xưa người ta hay tặng khăn. Còn thiêu nữa chứ, thiêu trên khăn nữa. Ví dụ như thiêu trên khăn là hai con chim. Thiêu cho trên khăn đó, khăn ngày xưa nó nhỏ nè. Thời xưa đó là người ta tặng cái đó. Rồi nhưng mà có nhiều người á, là người ta quý lắm. Nhất là mối tình đầu á. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố không hiểu gì sao không khép bao giờ đó. Bắt đầu tặng nhau cái khăn. Tặng khăn cái là nhìn cái khăn là nhớ người. Cho nên ta sống với kỷ niệm xưa không. Nên có nhiều người á là ta sống với ký ức. Ta thương ai đó quá, mình hạnh phúc không buông được ở trong quá khứ của mình á. Hoặc là chúng ta có một cái lâu đài thành quách gì đó, nhưng mà giờ đã mất hết rồi. Nhưng mà người ta sống, những người đó sống rất là thầm lặng, sống rất là nội tâm, và sống với cái quá khứ của mình, nhưng mà họ không có hạnh phúc. Họ chỉ hoài niệm lại những gì hạnh phúc trước đây thôi, rồi họ tiếc nuối. Do đó mà họ không có hạnh phúc. Chứ không phải là sống với quá khứ là hạnh phúc đâu.
Còn có những người á không bằng lòng với hiện tại, đi kiếm một cái gì đó ở trong tương lai á, đi tất bật nhằm khi cả đời cũng không kiếm được gì, mà họ cứ tất bật họ đi kiếm một cái gì đó, họ bằng lòng gì với những cái gì của hiện tại hết á. Cho nên đó là những người đó là người không có thực tế. Đức Phật nói là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Cái người khôn á, ta ăn trú trong hiện tại. Bây giờ mình đi trên đường nè, mình tính là hạnh phúc á, là chúng ta bước tới 100 bước nữa tới nơi đó mình được hạnh phúc. Hoặc là hạnh phúc là những cái gì chúng ta đã đi qua hồi nãy, chúng ta ghé một lâu đài nào đó ta ăn cơm. Nhưng mà người ta không biết cái hạnh phúc thật sự nằm đâu, nó nằm dưới bước chân của mình á. Nếu mà mình chánh niệm đi trên từng bước chân thì nơi đó là nơi hạnh phúc. Đi chỉ có đi, đứng chỉ có đứng, nằm chỉ có nằm, ngồi chỉ có ngồi. Đó là điều Đức Phật dạy đó, đâu có gì làm thử đi. Thôi cái gì qua thôi đi, còn ngày mai chưa tới nghỉ mất công. Còn gì qua rồi có đâu nữa. Dầu cho đó hôm qua người ta cho mình cây vàng cũng xài sạch bách rồi, còn đâu nữa liếng tiếc làm gì. À, hoặc là qua yêu người yêu mà bữa nay á ta sang xong rồi. Vì vậy những cái gì nó đã qua rồi nó trở thành quá khứ rồi, dầu cho mình hoài niệm hoài bảo hoài mong ký ức gì nữa thì nó cũng đã qua rồi, nó trở thành kỷ niệm mày. Còn những cái gì chưa tới thì sao mà biết được, vậy mình sống nó làm gì. Do đó trên từng cái bước chân hiện tại, từng cái hơi thở hiện tại và những cái gì có ở trong hiện tại này nè, mình chấp nhận nó và mình vui với nó. Cái đó là người khôn đó. Tại sao mình lại đi tìm một người khác trong khi những cái người bạn đang ở cạnh mình mà mình không tạo mối quan hệ tốt để mình có thể hạnh phúc với mọi người xung quanh. Mình chỉ cần tha thứ khoan dung bộ độ lượng thôi là hai bên cười khà 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 rồi. À, có gì chia nấy rồi. À, chỉ mình chỉ cần á, là khoan dung thôi, còn cần độ lượng thôi, à, là hai bên ta cười với nhau rồi thì đâu có còn gì nữa đâu nói. Đó là sao, chẳng phải hạnh phúc sao? Để mình đi tìm một người bạn nào đó mà mình chưa biết, mà người bạn đó tự mình vẽ ra trong đầu thôi. À, có nghĩa là mình đưa ra một tiêu chuẩn để mình chọn bạn. À, người bạn này vừa giàu vừa đẹp trai vừa thông minh vừa học giỏi. À, mình chọn vậy đó. Có cái cô này nè, cô có người con gái, cô ở trong quận 10 á, mà con gái cổ năm nay cũng gần 40 rồi, mà cổ kiếm chồng cho con gái từ ngày 18 tuổi tới giờ, kiếm chắc cũng cỡ 22 năm rồi, mà kiếm không ra cái ông chồng cho cô gái, với cái lý do là cổ đưa ra cái tiêu chuẩn, cái người đó phải học tiến sĩ, người đó phải giàu và phải đẹp trai và cuối cùng là có đạo đức. Học phải tiến sĩ, phải giàu, phải đẹp trai và người có đạo đức. Cái con của cổ là má đưa ra tiêu chuẩn dữ lắm, cho tới giờ con gần 40 rồi nè, 22 năm rồi mà kiếm không có. Sao cổ la, sao mà tôi kiếm mà kiếm hoài kiếm không ra ăn rễ? Không lẽ trên đời không có người nào giàu, đẹp trai, học bằng tiến sĩ có đạo đức hay không? Cái cổ hỏi thầy Tết năm đó, Tết ngoái đó, cổ lại hỏi thầy, cổ là không lẽ trên đời nào không có người đó sao thầy? Con kiếm 22 năm cho con rồi, lại con đi du học ở nước ngoài về luôn, mà cũng đẹp luôn chứ không phải là xấu mà kiếm không ra. À, không lẽ người không có người giàu, không có người vừa giàu vừa đẹp trai vừa có bằng tiến sĩ á, và có đạo đức hay sao? Thầy nói có. Sao con, cổ là sao con thì không thấy? Là mấy ông đó có mà bị người ta cưới hết rồi. Tại cũng mấy người kia kiếm như cô vậy đó, cô dành không lại người ta. Có cưới hết rồi. Còn những cái người còn lại đó thì thiếu ít gì cũng một tiêu chuẩn. Bốn tiêu chuẩn ta có ba, có hai, có một, là nhầm người không có cái nào luôn. Mà không có bằng tiến sĩ mà cũng không giàu, cũng không đẹp trai nữa, cũng không có đạo đức lắm, nên cũng vừa vừa vậy ra, người trung trung. Cho nên có thiếu gì. Nhưng mà cái đó là
là thành những người chồng của những người vợ hạnh phúc rồi. Nên đó, ta có vợ hết trơn rồi. Những mấy ông đó có vợ hết trơn rồi. Còn mà mấy ông á là chưa có đó thì cũng đi tu đâu hết rồi, chứ không đâu còn ở ngoài đâu mà đi kiếm vợ gì. Rồi cuối cùng năm nay cổ báo là con cổ sắp lấy chồng, là trời ơi kiếm hay ha. Nên mới trưa này cổ nói á, là con hạ giá thầy ơi. Hỏi hạ giá là sao? Không còn tiêu chuẩn nào chứ, con hạ 4 tiêu chuẩn không còn tiêu chuẩn nào chứ, chỉ còn một cái con đặt tiêu chuẩn mới, thật lòng là được. Vậy đi, 4 tiêu chuẩn trước hạ luôn, bỏ 4 tiêu chuẩn luôn. Công nhận người cũng gan, bỏ 4 tiêu chuẩn luôn. Thầy Lam không bỏ chắc cả 50 cũng chưa có đâu. Cho nên đó quý vị, là chúng ta sống hãy bằng lòng với những cái gì hiện tại, chứ đừng đi tìm gì tương lai quá khứ. Cái này đang nói tới gì? Đang nói tới những cái gì mà ông ta đối diện nè. Tại sao mình không cải tạo cái đó, mình không sửa sang cái đó trở thành cái niềm vui, mà mình lại đi tìm quá khứ, tìm ở tương lai? Nhằm khi người bạn kế bên mình chỉ cần là thật lòng với nhau thôi, vui vẻ nhau thôi, nó trở thành an vui hạnh phúc rồi, chứ có gì đâu khác. Rồi á, đối với mình trong từng hơi thở, hít vào, thở ra, hít vào, từng bước chân rõ biết thế, nó cũng là an vui hạnh phúc rồi. Chứ cần gì đi kiếm ở đâu cho mệt, đi bên Mỹ đâu kiếm ở bển cho nó mệt. Nên á, có cô kia bên Mỹ, đi về Việt Nam cưới chồng cho con. Rồi, ông nào đi qua Mỹ không làm, đi nào Mỹ cũng quậy bển chân á, nên bây giờ phải về kiếm cái ông nào mà thiệt là hiền, không rượu, không cờ bạc, không á, là gái ghiếc gì đó, phải kiếm tiêu chuẩn mà kiếm có ha. Về tuốt dưới quê rồi, gọi là hóc bà tó kẹt bà tòi đó, kiếm được ông. Bắt đầu á, là cưới con gái về đây cưới. Chứ không phải nói con trai cưới không đơn á, gái về đây cưới. Cưới ông đó qua tới bển 3 năm sau. Ông vừa nhậu vừa có đứa bé, vừa đánh bài casino. Bà hỏi là sao kỳ thầy ơi, con bữa trước con lựa dữ lắm rồi, nhưng mà tới giờ mới có 3 năm mà là 3 cái điều mà con lựa đều dính chân. Thì là tại vì hóc bà tó làm gì có casino, hóc bà tó thì làm gì á mà có rượu chè bài bạc. Nên đó cô đưa qua bên Mỹ cái chân ổ rồi thì là tự nhiên con người ta mà tham sân si mà. Chứ đâu phải á, con người ta là mãi mãi không uống rượu, mãi mãi không uống rượu. Tại vì không có rượu uống lấy uống. Rồi không có xài tiền là có tiền đâu xài. Không có đánh bài bạc có sòng bài đâu đánh. Không có gái ghiếc xung quanh có ai đâu. Không có cơm ăn nữa. Nên đó là cái sai lầm, nghe không? Tính đâu á, con người ta cái gì là mãi mãi không, con người ta không có gì mãi mãi hết, nó đối cảnh sanh tâm mà. Cho nên đó chúng ta chỉ cần thật lòng sống những cái gì mà hiện tại xung quanh mình chấp nhận nó, và trên từng bước chân của mình chánh niệm là đủ rồi, mình cũng được hạnh phúc ở đó. Chứ tìm cũng không đâu, nhằm khi kiếm tìm mòn dép không thấy dạng, gặp gỡ tình cờ há luống công là chỗ đó đó. Nghĩa là tôi đi tìm hạnh phúc đâu đó, cuối cùng ta ngồi xuống hít thở, lưng thẳng đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra, hạnh phúc tràn trề mà ta không thấy. Chỉ cần mình buông bỏ, cái ngồi trước bàn Phật buông bỏ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, buông bỏ là xong rồi. Có buồn vui hờn giận nữa đâu, vậy mà mình đi kiếm bên Tây, bên Tàu, bên Đông gì đó, cuối cùng lên trên bàn thờ Phật, ngồi chéo chân kiết già, lưng thẳng đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra xong rồi. Cái điều thứ ba quý vị là nếu chúng ta mà hiểu được người khác là khôn ngoan, hiểu được chính mình là người thông tuệ. Nên cái người mà có hạnh phúc là người hiểu được chính mình. Còn mà người hiểu được người khác thì là người đó có học, có khôn ngoan. Nhưng mà hiểu được người khác cũng chưa chắc phải là hạnh phúc. Khi chúng ta hiểu được người khác là mình đối xử ở đời nó uyển chuyển hơn thôi, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái người hiểu được chính mình mới là thật sự hạnh phúc. Nên khi mà mình hiểu mình thì những gì sai mình sửa, những gì mà tốt là mình phấn đấu cho nó lên. Nên có nhiều người cái gì cũng hiểu hết á, văn toán lý hóa sử địa soi học rồi
là triết học, vi tính, anh văn, ngoại ngữ gì, cái gì cũng biết tất tần tật. Nhưng duy nhất cái người đó không có biết một điều thôi là không biết chính mình. Không biết mình muốn cái gì, không biết mình nghĩ cái gì, mà có tối ngày cứ đi chiều theo những cái bản năng của mình không à. Và cuối cùng không biết mình muốn cái gì. Ví dụ mình tin Tèo đi, lâu lâu ngồi hỏi lại Tèo, ơi Tèo mày muốn cái gì Tèo? Mà mình đi kiếm quá trời, đi quần quá trời, cuối cùng cũng chẳng biết muốn cái gì. Có nghĩa là người đó không hiểu chính mình. Thiếu gì? Thiếu thiền quán và Vipassana. Thiếu chánh niệm tỉnh giác, không có như lý tắc ý. Nơi mình có như lý đắc ý á, có thiền quán, Vipassana, có chánh niệm tỉnh giác, từ từ cái mình biết mình. À, vậy là mình tham nè, à, mình sân nè, mình tham dục nè, à, mình hận thù nè, mình ghét ghen nè, tánh mình thấy ích kỷ nè, tánh mình tham lam nè, tánh mình nhỏ mọn nè, nhìn thấy biết chớn hả? Mình thấy người ta hơn mình là mình bất kỳ. Đó, tánh thấy không? Nhỏ mọn, từng ly từng chút. Rồi á, là ganh tị, à, từng ly từng chút. Rồi à, tham lam. Ai hở cái là mình chen cái tham vô liền, hở cái chen cái tham vô liền. Rồi mình tự dối mình nữa chứ, à, lừa mình dối mình nữa. Tìm ra những cái hợp lý để làm sai là lừa mình đó. Có ai có này không? Làm sai nhưng mà tìm ra một cách rất hợp lý để giải thích. Cứ như là người này tự lừa mình. Làm sai đi tìm ra một cái rất hợp lý, rất hợp lý để giải thích cho chính mình. Đó, cái này mình làm cũng bởi vì vậy đó. Cái này mình làm cũng bởi vì vậy đó, chứ không phải là thật sự mình làm. Nó tự lừa dối mình luôn. Cho nên á, cái người mà hiểu thật sự hiểu mình muốn gì, mình đang làm gì, mình đang nghĩ gì, mình đang nói gì, mình đang muốn cái gì, thì người đó mới thật sự là hạnh phúc đấy. Nên là có những khi á, tối về á, tại vì mình coi phim, cái tối về mình ngồi mình coi lại mình, coi mình muốn cái gì, mình đang nghĩ gì, mình đang làm gì, và là mình thiện hay là mình ác, hay là mình có lỡ lời với ai, hay là mình có hiếu hay không, hay là mình có tu tập hay không, hay là mình có đúng hay không, hay là sai. Bắt đầu mình ngồi, mình nghiệm lại, mình kiểm lại, mình suy đi, mình tính lại. Để cho gì? Để là tìm hiểu mình. Nên có nhiều người á, người ta đi tìm hiểu để mà người ta cưới vợ, cưới chồng đó. Nên có nhiều người ta sống thử để người ta tìm hiểu. Thầy nghe nói thì thầy cười thầy. Hỏi làm sao? Mình còn không hiểu mình để đi tìm hiểu người khác, sao hiểu nổi. Do đó mới có cái bài gì Eric Phương hát đó, tôi đã làm đưa em về đây để điểm trường nghe tiếng thở dài. Có biết bài đó không? Tưởng đâu giếng sâu, anh nói sợ dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cái cọng dây. Đó là lầm đó. Tìm hiểu dữ lắm, nhưng cuối cùng vẫn nói lầm. Nên cô kia đó cưới chồng 50 năm, năm nay 70 tuổi, gặp thầy nói một câu là thầy ơi thầy, con ở với ổng 50 năm mà con không biết gì về ổng hết. Là trời, ở 50 năm mà không biết gì về ổng chứ hả? Hỏi sao vậy? Ổng có vợ bé hai đứa con mà con không hay luôn. Tức là ở với ổng 50 năm, bây giờ á là hai đứa con lớn lên rồi, học đại học luôn rồi. Tức là hai con rơi của ổng á, mà cổ không hay, nên cổ mới phát biểu là ở với ổng 50 năm mà con không biết gì về ổng. Là hồi đó gặp ổng cưới liền có tìm hiểu không? Sao không có tìm hiểu, đi học rồi chung tìm hiểu mấy năm trời, con hiểu trơn con mới cưới chứ. Là hiểu trơn mới cưới, sao bây giờ lại nói ở 50 năm không hiểu là sao? Cái cổ là con không biết làm sao nữa thầy ơi. À, thấy không? Là tại vì mình lo đi tìm hiểu người ta không, mà mình còn không có tìm hiểu lấy mình. Mình còn chưa hiểu nổi mình nữa, làm sao mình hiểu người khác bây giờ? Nên có nhiều người nói xạo nghe, tôi hiểu ông còn hơn ông hiểu ông. Ôi, cái đó cũng là nói hơi bị lố rồi đó. Cho nên đó quý vị, một người có hạnh phúc thật sự là người biết
về chính mình là loại người gì, như thế nào, mình suy nghĩ cái gì, cái tâm gì nó đang hiện diện, cái suy nghĩ đang hiện diện, tưởng nào, hành nào, và những hành động thiện ác của mình nhìn thấy biết hết à. Cái đó mới là hạnh phúc đó. Nên cái người hạnh phúc là người biết chính mình, chứ không phải là người hạnh phúc là người khôn ngoan à, biết người khác, rõ biết người khác. Mà người biết chính mình đó là người trí tuệ, chứ không phải là người khôn ngoan. Người khôn ngoan là lĩnh vực thế gian, người trí tuệ mới là xuất thế gian. Nên người biết chính mình đó là người trí tuệ. Cái điều hạnh phúc thứ tư đó quý vị, là cái người luôn luôn lúc nào cũng cẩn thận cái lời nói của mình. Cái lời nói gì đó quý vị, nó có sức mạnh hủy diệt đi tất cả. Và cái lời nói cũng có cái sức mạnh đem lại cái niềm tin cho người khác. Cho nên á, cái người mà nói cẩn thận á, người đó rất là hạnh phúc. Mình nói gì á là phải cẩn thận. Nên người xưa nói uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Nên ngày xưa có cái câu chuyện á, là Khổng Tử đi vào một cái miếu, thấy là giả cái hình người đàn bà bị kẹp cái miệng, thì những người đệ tử mới nói là tại sao lại kẹp cái miệng của cái người đàn bà, giả để nghĩa là gì. Nên là Khổng Tử nói là cái miệng mình là mang họa dữ lắm, cho nên là muốn nói cái gì thì chúng ta phải uống lưỡi 7 lần hả nói. Chứ còn bằng không thì thôi, để kẹp cái miệng lại thôi. Là tức nghĩa là nếu nói bậy thì đừng có nói, là kẹp cái miệng lại. Nên làm gì trước khi nói thì mình cũng phải có suy nghĩ trước, mình mới nói chứ, có chủ ý. Từ cái chủ ý mình mới nói cho nên nhằm khi mình nói cho hả lòng hả dạ, có nghĩa là nói cho hả dạ, nói cho đã nư. Nhất là giận hờn sân si lên đó, chửi người ta, mạt sát người ta, cho gọi là cho nó đã. Nhưng mà cuối cùng có đã gì đâu, giận hờn sân si nó có cảm thọ khổ, nó đau khổ chết luôn, chứ có đã có sướng gì đâu. Dầu cho mình chửi nát người ta hết đó, là từ chửi từ cho đời thượng tổ của người ta, chửi tới cháu chắc người ta luôn đó, gọi là mình lâu dòng họ người ta ra mình chửi luôn đó. Nhưng mình cũng đâu có vui gì đâu, chỉ có gây khẩu nghiệp thôi chứ có vui đâu. Nhưng mà cái lời nói nó in ở trong lòng của người ta. Lời nói không phải là mực mà nó dễ in lòng. Lời nói đâu phải là gió mà nó dễ cuốn đi. Cho nên á, là hãy cẩn thận cái lời nói của mình. Dầu cho lúc đó mình đang ở trong cái giận dữ, sân si, những cái tức tối, bực bội thì mình cũng phải nói ra những cái lời không hay được thì chúng ta đừng có nói. Nên nhầm khi mình giận hờn quá trời luôn á, mình không nói được những lời hay đâu. Nên lúc đó chúng ta hãy lặng thinh. Nên cái người giận thì đừng có bao giờ nói, và người vui thì đừng bao giờ hứa. Lúc vui hứa, hết vui cái hối hận. Nhất ông nhậu hứa nhau nha, hứa mày cắt nhà tao cho mượn 300 triệu. Tự nhiên về nhà nói vợ chửi một hồi. Rồi là qua bữa sau trốn bạn luôn. Rồi ông bạn cứ đinh ninh cất nhà, ông bạn cho mượn 300 triệu. Kéo cát đá xi măng về có đồng bạc nào đâu. Thấy không, lúc vui quá rồi là hứa. Nên vui thì đừng có hứa, mà giận thì hãy tịnh khẩu. Nên cái người nào mà giận mà tịnh khẩu được, người đó có hạnh phúc lắm. Cái người nào vui có kiềm chế được thì người đó có hạnh phúc lắm. Cho nên mỗi khi cái người nào mà cẩn trọng trong lời nói, nói ra những lời nói ngàn vàng không á, thì người đó là được người ta kính trọng, thương yêu và sống rất là hạnh phúc. Gọi là cái lời nói khuôn vàng thước ngọc. Cái lời nói của người ta đó, nhầm người nói ra khuôn vàng thước ngọc, nói ra toàn là những lời nặng ký. Nói ra cái làm hạnh phúc bao nhiêu người,
nói ra cái làm an lạc bao nhiêu người, nói ra cái làm hài lòng người bên cạnh, nói toàn những lời ái ngữ, nói toàn chánh pháp, nói những lời, những toàn nói những lời á là chân thiện. À, cho nên á, cái quả báo người đó hạnh phúc, và hiện tại người đó rất là an. À, khi là người đó không nói những cái gì mà gây đau khổ cho người khác, nên mình nói gì mình phải suy nghĩ. À, coi mình nói có làm động chạm tới người ta không. Mình phát biểu á, cái đó người ta kêu phát biểu. Thực ra mình nói nhưng người ta nói phát biểu. Nên người đó phát biểu cái gì đó mà có làm tổn hại đến ai không, có động chạm tới người ta không, và mình xem coi cái cảm giác người ta thế nào khi bị cái lời nói của mình tác động vào tai. Coi vậy chứ là người ta học nói, người ta học im lặng. Nên đó, khi nào cần im lặng thì im lặng, khi nào cần nói thì nói. Nên ở trong kinh nói là nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Có nghĩa là khi nào cần nói để đem lại lợi ích cho người ta, đem niềm vui cho người ta. Và khi nào im lặng để lịch lạc, đừng làm thiệt hại người ta, và hãy giữ sự trong sạch của mình. À, cho nên đó là nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Cái điều thứ năm đó quý vị là trải nghiệm thân của mình là cái sự hạnh phúc. Ở đây á, trải nghiệm nghĩa là gì? Trải nghiệm nghĩa là chúng ta đối diện cái gì á thì đừng có bao giờ hấp tấp, mà mình hãy trải nghiệm lấy với nó. Có nghĩa là chúng ta hãy quan sát, phân tích, tìm hiểu, rồi hãy đưa ra những cái quyết định. Nên ở trong kinh Đức Phật nói là đừng có vội mà tin ai nói gì, dầu đó bất kỳ là ai, mà hãy so sánh với kinh điển. Nên đó là chúng ta, mình hãy trải nghiệm đối với tất cả những gì mà nó bộc lộ xung quanh mình. Mình hãy trải nghiệm đó, nghĩa là mình hãy quan sát lấy nó. Từ từ đi, quan sát lấy nó. Đừng có vội quyết định, đừng vội tin gì hết. Hãy quan sát chừng nào hiểu thật kỹ, rồi là lúc đó mình hãy có những cái quyết định đó với nó, thì cái người đó sẽ được hạnh phúc. Chứ đừng có bao giờ bác bỏ liền, đừng bao giờ nhận liền. Đừng bao giờ nhận liền và đừng bao giờ bác bỏ liền, mà hãy trải nghiệm đó với nó. Cái chữ trải nghiệm này là gì đó? Có nghĩa là những cái gì nó đến mình hãy trải nghiệm đó để mình hiểu về nó. Rồi nó có lợi gì hay không có lợi gì, như thế nào, thì lúc đó người ta hãy quyết định. Chứ đừng có bao giờ mà hấp tấp. Nên ở đây đang nói tới sự hấp tấp vội vàng của những người mà chưa biết những cái gì xung quanh mình nó đang xảy ra. Cho nên đó, những cái gì hãy điềm tĩnh trải nghiệm với nó. Bất kỳ gì xảy ra hãy bình tĩnh trải nghiệm nó. Khi hiểu nó được rồi thì chúng ta hãy quyết định, thì lúc đó mới có hạnh phúc. Chứ còn mà chúng ta quyết định thẳng nhằm khi người ta đem lại những cái điều tốt đẹp cho mình mà mình từ chối, còn nhưng khi người ta mới đem lại cái mình ôm vô, nhưng cái điều đó là điều rất hại cho mình, rất là làm cho mình không có được hạnh phúc. Nên cái cần phải có cái sự trải nghiệm là như vậy. Cái điều thứ sáu á quý vị là sự thật. Rồi cuối cùng cũng sẽ sáng tỏ tất cả. Ở đây á là Đức Phật có dạy á, có ba thứ không thể nào giấu giếm được lâu, đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. Cho nên á quý vị, cái người nào mà sống chân thật á, tôn trọng sự thật, nói năng chân thật, và có sao mình sống vậy, có nghĩa là ruột để ngoài á, vậy chứ người đó hạnh phúc á. Tại sao nếu mà mình hay dối á, cái mình phải nhớ những cái dối của mình. Ví dụ mình nói dối người này thì bữa sau mình gặp người đó mình phải nhớ mình nói dối họ cái gì, để mà mình nói cho nó đừng có người ta phát hiện ra. Nên nó khổ lắm, cái người nói dối chỉ cực khổ lắm, mà mình nói dối quá nhiều người nên nhầm khi mình nhớ lộn. Mình nói với người này như vậy đó, mà mình nói với người khác thế kia, nhưng mà khi gặp lại đó mình nhầm,
là mình nói người kia thế này, nói nọ thế kia, nên tội cho người nói dối lắm. Và tội cho người sống giả dối á. Sống giả dối nghĩa là gì? Không có tiền mà làm ra vẻ có tiền, gọi là chuyển gia học làm sang. Không có vàng mà lộ ra cái vẻ, tỏ vẻ là có vàng. Cái đó là tự dối, dối đời và tự dối mình. Không có kiến thức mà gặp ai cũng phô kiến thức hết. Nói nho là không mà phô kiến thức ra, nhưng thực tế là không có kiến thức. Nên đến sự thật á, nó là trên hết. Nên nó có câu á, là mình á, là có thể á, che giấu sự thật, mình có thể thay đổi sự thật, nhưng chúng ta không bao giờ giết chết được sự thật. Che giấu sự thật có nghĩa là người ta không biết cái sự thật mình làm gì. Mình có thể thay đổi sự thật, mình lập hiện trường giả nó là như thế này, mình lập cái khác là mình thay đổi sự thật, nhưng không bao giờ giết chết được sự thật. Sự thật nó vẫn mãi mãi là sự thật. Cho nên cái giá trị chân thật ở trong đạo Phật nó rất lớn. Cái người nào mà sống thiệt lòng với nhau á, và sống thiệt với chính mình á, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, ăn nói ăn, không ăn nói không ăn, no nói no, đói nói đói, cái này đó là sống chân thật. Nhưng mà có một số cũng tùy duyên, có nghĩa là nếu mà chúng ta nói điều đó, nói thật cái đó mà làm cho người khác đau khổ thì người đó ta tránh né, ta nín thinh. Sống với cái sự chân thật không có phải là 100%, nó là như vậy khi mà cứu người. Quý vị là có thấy cái câu chuyện vào thời Đức Phật không? Một vị tỳ kheo sáng đi rất thật, ông chồng mới mua chiếc nhẫn cho bà vợ, mới nhẫn lỏng lỏng đi rất thật ngang hồi cái bà vợ đem đồ ra là cúng dường cho ông thầy, đi vô mất chiếc nhẫn. Ông chồng hỏi chiếc nhẫn đâu, mới là không biết. Hồi sáng giờ có ai đi ngang không? Là có ông thầy đi ngang, là vậy thì sáng giờ có một mình đi ngang chứ có ai đâu, mà nãy ra lại còn sức bát cho ông thầy nữa. Vậy thì ổng lấy chứ ai lấy, giờ chứ nhà đây đâu có ai đâu. Mới ông chạy theo mời ông thầy về nhà, mới gạn hỏi, không cho đi. Ở gạn hỏi là ông thầy là ông có thấy chiếc nhẫn của vợ tôi không, ông có lấy không? Ông thầy nín thinh không nói hả? Không nói lấy, không nói không thấy, không thói thấy, không thói không thấy gì hết trơn á, nín thinh. Bắt đầu ông mới cột, ông thầy cũng chói lại, ông tính trình quan. Đáng lẽ có thấy nói thấy, không thấy nói không thấy, nhưng mà vậy tại sao nín thinh? Vậy là người ta nghi ngờ. Ai nhẹ đâu á, là tại vì khi cô này á là xớt bát cúng dường cho ông thầy, cái tay đây nè rớt chiếc nhẫn xuống đất, con ngỗng chạy lại nuốt vô bụng. Ông thầy cũng thấy, nếu mà ông thầy á, ông nói là con ngỗng nó nuốt vô bụng thì ông chủ nhà phải bắt con ngỗng á, mổ bụng ra lấy chiếc nhẫn sao, chết ngỗng sao, sát sanh đúng không, là giết hại chúng sanh. Nên á, lúc này ông thầy cũng chọn là nín thinh không nói. Nín thinh không nói ông thầy bị đòn. Tức là ông nín thinh nghĩa là ông lấy cho ai? Người ta du khống, người ta du cho. Cho nên á, là trong cái lúc á mà cột ông thầy lại tính trịnh quan, thì lúc đó con ngỗng á nó mới mắc cổ nó dướng, nó khọt 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 khọt. Ông này gờ sao đụng chiếc nhẫn, rồi mới mổ bụng nhận con ngỗng ra, thấy chiếc nhẫn trong đó, nên hai chồng quỳ lại ông thầy xin lỗi. Nói như vậy đó quý vị, chúng ta mới thấy á là có những cái sự thật mà không phải là bao giờ mình cũng lại nói ra, là tại vì nói ra có thể hại người khác, nên á nhằm khi người ta chọn cách nín thinh. Chứ không phải sự thật nào người ta cũng nói ra đâu. Quý vị hiểu nè không?
Nên trong cuộc sống nó khó vậy đó. Chỉ có là sống mình là nó dễ nhất à. Còn mà mình sống tương quan xung quanh á, nhằm khi mình nói cái lời này ra thì làm mà mất lòng cái người kia. Nói được lòng người này mất lòng người kia. Bây giờ nói thôi hai người lại gặp mình đi, cái mình khen người này đẹp mà người kia mình không khen, lại người kia người ta buồn ấy. Mà nếu mình khen người kia đẹp thì khen không nổi, hiểu không? Nhưng mà lỡ gặp cái người này khen đẹp mà người đi chung á, mình khen không nổi, muốn khen lắm. Mình cái người đầu tiên mình khen đẹp á là mình nói thật, nhưng cái người thứ hai mình khen đẹp là mình nói dối đó. Nên có nhiều người á hỏi là anh nhìn tôi thấy đẹp không, cái mình mới hỏi lại muốn tôi nói dối hay nói thiệt. Cái là thôi nói dối cũng được, là ơ rất đẹp, hiểu không? À cho nên đó quý vị, mình sống á mà chân thật trong cuộc đời này không phải ai cũng sống chân thật được đâu. Ở đây đang nói á là tới á, là mình sống thật, là cái tâm mình không có lừa dối người ta, trong lòng mình không có lừa dối, mình chân thật với chính mình và chân thật với mọi người xung quanh. Cái này tập dữ lắm chứ không thôi là mình sống cũng không có đạt được tới cái trình độ như vậy đâu. Cái điều thứ bảy á quý vị, đừng tức giận, hãy biết tha thứ cho người khác. Ở đây Đức Phật dạy giận giống như là mình uống thuốc độc mà mình muốn cho người ta chết vậy đó. Cái người mà nóng giận, người đó không có hạnh phúc. Nhưng mà ai cũng nóng giận hết á, nên con người không ai có hạnh phúc hết. Khi và chỉ khi cái người đó biết kiềm chế nóng giận, khi và chỉ khi cái người đó muốn đoạn diệt nóng giận, khi và chỉ khi cái người đó biết tu để làm giảm thiểu nóng giận. Nên muốn làm giảm nóng giận á, người ta nhẫn nhục. Cái thứ hai nữa, giảm nóng giận ta dùng cái pháp khác. Ví dụ như mình nóng giận lên cái niệm Phật, dùng pháp này để áp đặt pháp kia. Còn nhẫn nhục là mình đè nén vô bên trong. Cái thứ ba nữa là ông ta tập quán từ bi để cho nóng giận không có chỗ đứng. Tức là biết thương yêu, tha thứ mọi người xung quanh thì nóng giận không có chỗ đứng. Thứ tư là thường xuyên tu thiền định thì nóng giận cũng dễ dàng mà mình khống chế được nó. Thứ năm, thường xuyên tu thiền quán để người ta biết nóng giận, cho nên nóng giận nó cũng trốn đi luôn. Và thứ sáu á quý vị, nếu mình phát huy được trí tuệ mình có thể tiêu diệt được nóng giận. Cho nên á là cuối cùng á là cái xả bỏ. Nếu mà mình tu theo hành xả bỏ thì nóng giận nó cũng không còn. Nên cái người mà thanh tịnh học cái hạnh xả bỏ, giữ tâm thanh tịnh và từ bi thì nóng giận nó không có chỗ để mà nó nương nhờ. Con người mình dễ nóng giận lắm, nghịch ý nóng rồi để ý nhầm những cái cơn giận á, nó lộ ra bên ngoài, nó làm cho mình thay đổi sắc pháp, nghĩa là mắt trợn ngược, tròng trắng không thấy tròng đen. Người giận á là tròng đen nó biến mất, còn tròng trắng. Hai chân mày quết ngược lên, cái tướng đi á nó mất cân đối, quơ tay quơ chân, nói không có nói nhỏ, toàn là thét không à. Nóng giận người ta thét dữ lắm. Nên đó, biết hai người ta không thương nhau, ta giận nhau quý vị, là mỗi khi người ta nói lớn tiếng. Còn người ta càng thương yêu nhau, người ta càng nói nhỏ. Quý vị có để ý đó không? Hai người càng thương, ta càng nói nhỏ. Nói nhỏ mà người kế bên không nghe luôn á. Xù xì, tiếng Anh gọi là super, là xù xì, là hai biết đó thương nhau đó. Nhưng mà hai người á mà nạt nộ nhau đó, là hai người đó không thương nhau. Nên mỗi khi mình gặp ai mà mình lớn tiếng á, mình nói á, trong giận hờn sân si á, là biết không thương người đó. Còn mà mình nói nhỏ nhẹ người nào làm thương người đó. Đó mình kiểm tra phải vậy không? Nên có một người hỏi cái nhà tâm lý học á, hỏi là tại sao khi nóng giận người ta lại nói lớn tiếng, và khi thương yêu người ta lại nói nhỏ.
Thì cái nhà mà tâm lý học đó nói rằng khi mà hai người không có thương nhau á thì tâm hồn họ rất xa nhau. Nó nhỏ không nghe, tại xa quá nó nhỏ không nghe nên nạt nó lớn mới nghe. Còn mà khi mà họ thương nhau á thì hai tâm hồn ở sát bên nhau nói xù xì cũng nghe nữa. Ông giải thích vậy đó. Ông là tao không thương nhau á là tâm hồn họ xa nhau nên phải nói lớn tiếng tao mới nghe. Xa quá mà. Còn mà ta thương nhau á là tâm hồn ở gần nhau, cho nên nói nhỏ xíu bên kia cũng nghe nữa. Nên nói gì thấy là hai người, người ta nói nhỏ 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 nhỏ, mình kê tai muốn chết luôn mà mình không nghe được là biết hai người đó thương nhau dữ lắm. Còn hai người mà đập bồn đập bát rầm rầm á, la làng la sớm là biết hai người đó không có miếng thương nào nhau chứ. Nên mình nhìn vô mình để ý thấy hai vợ chồng á nói chuyện nhỏ nhẹ nhau, biết hai chồng nó thương nhau lắm. Mà hôm qua á, ông nói lớn tiếng, bữa nay ông nói nhỏ nhẹ là khác. Hôm qua ông nói lớn tiếng, bữa nay nói nhỏ nhẹ là ông có vấn đề đấy. Học tâm lý mà có vấn đề gì, nhà nói nhỏ nhẹ. Nhưng mà không phải, không phải như vậy. Phải nói từ góc độ của chân thực. Cho nên đó quý vị, là chúng ta khống chế được cái cơn giận bằng nhiều cách khác nhau, bằng thay đổi, bằng từ bi, bằng nhẫn nhục, bằng tu thiền quán, tu thiền định, bằng xả bỏ, bằng tuệ. Nó nhiều lắm. Tất cả đó nó đều làm lắng động cho chúng ta cơn giận dữ, sân si của mình. Cho nên đó quý vị, là mình đừng có chiều theo sân, chiều sân lỗ, mất hết công đức. Tại tâm ác mà nổi lên, tâm sân nó có ba chữ khá ác độc. Và có cái đức khác, và cái mà Dumanasa, tức là cái dòng cảm thọ khổ ở trong tâm của mình á. Nó khổ lắm. Cho nên cái người nào mà không có nóng giận, người đó rất là hạnh phúc. Tâm mình nó thoải mái, nhẹ nhàng, an nhiên tự tại. Cái điều thứ 8 á quý vị, hãy chọn bạn mà chơi. Cái người chơi với bạn tốt là người hạnh phúc. Người chơi với bạn không tốt á là người mất đi cái hạnh phúc của mình. Nên có câu thơ: ở đời dạng sự hoàng không, thật sanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Mình biết thật sanh lý thông không? Lý thông thật sanh á là hai ông bạn nhau. Mà ông Lý Thông á là toàn là làm ác không à, hại bạn mình. Nên ngày xưa tới nay có nhiều cái bạn mà trở nên giai thoại lắm. Thật sanh Lý Thông nè, Bá Nha Tử Kỳ nè, Bàn Nguyên Tôn Tẩn nè. Thấy không? Thật sanh Lý Thông á thì ông Lý Thông hại ông Thật sanh, hại bạn mình. Còn á là Bàn Nguyên Tôn Tẩn thì ông Bàn Nguyên hại Tôn Tẩn. Mình coi trong cái chuyện Xưng Thu Chiến Quốc á, gọi là Xưng Thu Quanh Liệt á, Phong Kiếm Xưng Thu Quanh Liệt. Tức là mình coi sệt mạng coi đó, là đó có cái nhân vật gọi là Bàn Nguyên và Tôn Tẩn thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Hoa chứ không phải của Việt Nam. Nhưng mà Thạch Sanh Lý Thông là của Việt Nam à. Rồi Bá Nha Tử Kỳ cũng cái đó là điển tích. Bá Nha Tử Kỳ là người đờn, một người hát hiểu nhau lắm, tức là đôi bạn tri âm tri kỷ đó đó đó, tri âm tri kỷ, tri là biết á, tri âm tri kỷ là hai cái người bạn giàu nam nữ, hoặc là nữ nữ hoặc nam nam, đều có thể là cái bạn tri âm tri kỷ với nhau. Tri âm là biết tiếng đàn, tri kỷ là biết người ta như mình, tri kỷ là tôi. Cho nên á, một người mất đi rồi á, thì cái ông cầm đàn ông cũng đập luôn cái đàn, bể luôn. Tại đàn có ai nghe? Nghe nhưng đâu có hiểu ông đợi cái gì. Nên á, người ta ngày xưa đó, người ta nói cái tâm trạng mình qua cái tiếng đờn á. Nên Bá Nha Tử Kỳ, một người đờn, một người hiểu cái tiếng đờn muốn nói lên cái gì. Giống như chuyện Kiều vậy đó. Thí Kiều đờn cho hai vợ chồng ông gì, Mã Giám Sinh hả?
Nguyễn Du tả 4 giây như khóc như than, khiến người trong cuộc cũng tan nát lòng, cùng chung một khúc tư đồng. Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Có nghĩa là quen tiếng đờn là người ta biết cái tâm trạng hết chứ. Mình đờn là mình gửi cái tấm lòng đó, chỉ những người tri âm tri kỷ mình mới biết. Còn không phải là người tri âm tri kỷ không biết. Đây không phải là tiếng đờn, mà người ta đang nói tới hai cái người bạn thật sự. Đó là bạn tri âm tri kỷ là gì? Là người bạn tốt đó. Là hiểu bạn mình buồn cái gì, vui cái gì mà giúp đỡ. Cái gì cũng tâm sự với bạn mình hết trơn á. Nói với cuộc sống con người á. Coi gì chứ mình chưa phải là thánh, nên cần cũng phải có tâm sự với ai đó. Để làm chi? Để xả bớt cái nỗi lòng. Cái này mấy cái nhà mà tâm lý học người ta nói. Nên nhằm khi những người không có bạn bè, không có người yêu, không có ai để chia sẻ, ta gọi 1080. Ta chia sẻ vào lúc 12 giờ đêm, nửa đêm á. À, gọi 1080. Chị Dung ơi, chị Dung. Mấy cái ông hài à, ông tiếu á. À, tức là người ta không có chỗ chia sẻ. Nhưng mà nếu mà ở trên đời này mình có một người bạn tri âm tri kỷ, nghĩa là hiểu biết về mình, tức là người ta thông cảm cho mình, người ta giúp đỡ mình, dù mình muốn tu, người ta hết lòng ủng hộ cho mình tu. Rồi nếu mình suy nghĩ gì sai, người ta phân tích cho mình thấy đây là sai nè. Mình muốn làm gì, người ta thấy sai đúng, nếu đúng người ta ủng hộ mình, người ta giúp đỡ. Nếu sai người ta ngăn chặn mình lại. Đó mới người là người bạn tốt là gì đó. Chứ không phải là bạn tốt á. Mở tiệc sinh nhật ra, đãi ma túy đá. Trời, bạn tốt bao. Ngày mai nghiền chết luôn cuộc đời vậy. Đi học, rủ trốn học, tiêu rồi. Đi chùa, thôi chùa có gì đâu đi. Thôi mình đi nhậu đi. Đó, bạn đó toàn là lý thông không đó. Còn nếu thật sanh đi chùa không, rồi chở bạn đi tới chùa vô lại Phật nghe, nó cúng chùa nó có phước rồi. Rồi học kinh, học sách, nghe pháp được. Đó, thật sanh ta vậy. Tôn Tẩn ta vậy, còn Bàn Quyên với ông Lý Thông thay rồi xong rồi. Như vậy á, ở trong kinh Pháp Hoa có một cái phẩm gọi là phẩm an lạc hạnh. Nói mình muốn hạnh phúc an lạc á, là chúng ta phải gần gũi, có nghĩa là giống như là mình tìm bạn đó, gần gũi các bậc thiện tri thức, là những người có hiểu biết, có tu hành. Những bậc thiện tri thức á, là những người khống chế được tâm mình, làm chủ được tâm mình, người đó mới gọi là bậc thiện tri thức. Hoặc là bậc trưởng thượng, bậc cao minh. Mình gần gũi những người đó mình học hỏi. Gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng giới. Gần mực đen thui, gần đèn sáng giới. Có người mình học bậy học nhanh lắm. Học tốt lâu vàng trời luôn. Cái gì tốt dạy hoài nó không nhớ. Cái gì bậy nói càng câu cái lỏng thuộc lòng. Tại xu hướng con người mình không phải là tốt. Cái xu hướng của nó là không phải là tốt. Tại vì ai cũng tánh ích kỷ hết trơn á. À, ích kỷ vị kỷ là vì mình. Cho nên cái xu hướng á, là không phải là xu hướng tốt. Khi nào mà mình biết được đạo lý, có lòng từ bi thương yêu và có tu tập, thì lúc đó mới trở thành xu hướng tốt. Có nghĩa là tâm đại thiện bắt đầu phát. Chứ còn không thôi là tâm ác không. Nó phát tâm ác không, chứ không phải là tâm tịnh hảo, nó không có phát được đâu. Cho nên tâm thiện, tâm đại thiện, tâm tịnh hảo đó, nó phát được khi và chỉ khi người đó gần bạn tốt, và người đó biết biết được giáo pháp nhà Phật, biết được nguồn đạo lý ở đời. Yeah, thì lúc đó ta mới phát được cái tâm tịnh hảo. Chứ còn thôi là không phát được tâm tịnh hảo. Phát lên toàn là tham sân si dày đặc, không thấy thành vậy đó, chứ giận hờn dữ lắm, ghét ghen lắm, sân si lắm. Yeah, khó lòng mà mình thoát qua lắm. Cho nên đó quý vị, hãy chọn bạn mà chơi. Bạn xấu nghĩ mình phải có sự quyết đoán. Chứ đừng có dây dưa. Có nhiều người dây dưa biết là xấu rồi, nhưng mà giờ không có bạn chơi, thôi chơi đại đi. Không có chơi đại, chẳng thà chơi với chính mình.
ngồi ở nhà lật bàn cờ tướng, cờ vua ra, quân trắng quân đen, tay trái quân đen tay phải quân trắng, đi đánh mình, hỏi sao không có bạn, ra đánh mình, không người chia sẻ thôi, chứ không có là quen bạn cặp bạn mà quậy không, không biết tới đạo đức, không biết tới tu hành gì hết. Rồi hướng mình ra là toàn rủ mình đi chơi, rủ mình á là làm những điều mà nó xa rời cái chân tướng sự hạnh phúc mà. Nên bạn đó không phải là bạn tốt. Nên đó Đức Phật dạy, người nào hạnh phúc là người đó biết tìm bạn tốt mà chơi, chứ không phải là không có bạn. Ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn, coi gì chứ con người ta chưa có làm thánh thì phải có chịu chia sẻ và đỡ năng thương yêu, giúp đỡ dìu nhau, anh dìu em tiến á. Chứ mình đừng nghĩ là mình tu rồi thôi, mình tu một mình, không. Mình chưa phải là thánh, cần phải có sự giúp đỡ, nhất là bạn bè tri kỷ nhau. Không có thì chúng ta gần gũi bậc thiện trí thức, cái đó cũng duyên nữa, chứ không phải là mình hở là có đâu. Những người tri kỷ khó kiếm lắm. Những người vị kỷ thì thiếu gì, người tri kỷ khó lắm. Nên người nào có bạn tri kỷ á, người đó cũng là một hạnh phúc. Cái điều thứ 9 á quý vị, cái người hạnh phúc á là người biết ơn mọi thứ trên đời. Này là lời Phật dạy á, hãy biết ơn, vì nếu hôm nay ta chưa học được nhiều điều thì cũng đã học được một chút ít. Nếu chưa học được chút nào thì hãy biết ơn, vì ta không đau ốm. Nếu ta đau ốm thì hãy biết ơn, vì vẫn còn được sống ở trên cõi đời này. Thật ra cái người nào mà biết ơn, mà hiểu được rằng chúng ta đã thọ ơn để biết ơn, là người đó rất hạnh phúc. Quý vị thấy là Đức Phật sau khi Ngài thành tụ đạo quả với cội bồ đề 49 ngày đêm á, thì Ngài bỏ ra 7 tuần nữa để Ngài đi xung quanh cái cây bồ đề á. Ngài tri ân cái bồ đề. Cái bồ đề đâu không phải là người, nhưng mà Ngài tri ân cái bồ đề, đó là tâm của Đức Phật. Nên mình là con của Phật thì chúng ta biết ơn, khi mình thở được là biết ơn cái cây xanh nó nhả ra không khí. Khi ta mặc quần mặc áo thì biết ơn những người công nhân dịch giải. Chúng ta ăn, biết ơn người nấu ăn, người trồng ra lúa gạo. Chúng ta ngủ, đắp mền, nằm gối, nằm giường cũng phải nhớ ơn cái người sản xuất ra nó. Nếu cho ai cho thì mình còn nhớ ơn thêm người cho mình nữa, tặng mình nữa. Rồi chúng ta ở nhà đây nhớ ơn những người thợ đã làm. Còn nếu mà mình có tiền ta cho thì mình còn phải nhớ ơn cái người cho tiền mình cất nhà rồi nữa. Ví dụ tùy theo mỗi người. Rồi mình sống an ổn ở đây á, là mình nhớ ơn đất nước có những pháp luật mà bảo vệ chính mình để cho mình an ổn. Chứ thôi mình sống những cái nơi ngày xưa đó, quý vị biết á, là sống có những nơi không có pháp luật gì hết. Vào những cái thời mà tranh tối tranh sáng với nhau, chiến tranh rồi đó, không có pháp luật gì hết, con người ta khổ lắm, cướp bóc, rồi mất an ninh trật tự xã hội, bao nhiêu thứ lo lắng sợ hãi. Còn mình bây giờ có người ta che chở, pháp luật bảo vệ, dần dần. Thì cái này là người ta phải nhớ ơn. Quý vị, cái này mình hiểu là được. Có nghĩa là từng hơi thở, từng cái áo, từng quần, từng cục xà bông tắm, từng chai xà bông gội đầu, chúng ta đâu có làm ra được, là người ta không đó. Khí trời, không gian, nhà cửa, tất cả các cái thuốc men mình uống, đồ ăn, vật chất, tất cả cái đó mình hãy quý trọng và biết ơn. Khi biết ơn á thì mình hãy giúp lại những người khác để mình trả ơn lại cho đời. Cái đó là cái hạnh phúc. Nhầm người không hiểu được này đâu, là cái đó người ta đã hiểu ra được giá trị của cuộc sống.
trong từng hơi thở, trong từng miếng ăn, trong từng cái mặt, nên người ta không có đòi hỏi, nên tâm mình trở nên tự tại. Cái người biết ơn á, tâm trở nên tự tại, tại vì ta biết mình sống là hoàn toàn là do thế giới quan xung quanh. Thậm chí ở trong rừng một mình cũng phải nhớ ơn những dòng suối, nhớ ơn cái cây đã che cho mình, và nhớ ơn trái cây của cái cây đó mình sống nữa, chứ không phải là chỉ mình sống ở trong cộng đồng không. Nên cái tinh thần mà nhớ ơn này á quý vị, đó là một cái đạo đức thực sự, nó xuất phát từ nội tâm của con người. Nên người ta không có giành giật nhau nữa, người ta không hận thù nữa, người ta không có làm gì để mà khổ đau cho mọi người nữa, khi người ta biết lòng nhớ ơn. Nên đó, từ đó cái người mà biết tri ơn những cái xung quanh đó quý vị, thì cái người này là thật sự là có sự hạnh phúc ở trong tâm của mình. Nhầm khi mình không hiểu ở đây đâu, mình đối diện cái gì đó mình sẽ nhìn ra cái đó. Nên đó mình không có, khi mà mình nhớ ơn đó rồi đó quý vị, là chúng ta không có gọi là oán ai trách ai nữa hết trơn á. Tại vì tất cả các cái mình đều nhờ hết nước đầu tắm, nhờ mấy chú bơm nước lọc nước á, ta đi đường nước tới cho mình. Không có một cái coi đèn điện xài, ai sản xuất ra bóng đèn, ai sản xuất ra điện, ai sản xuất ra quạt để quạt chứ nóng chết chịu nổi. Thậm chí học tấm bảng, ai sản xuất ra tấm bảng. Thậm chí cái micro này nè, lớn lên mình ngồi tuốt xa đâu nghe, nhờ nó phóng to lên để mình nghe. Đó mình phải nhớ ơn chứ. Đó là hạnh phúc. Khi người ta biết nhớ ơn nên người ta không có đòi hỏi, người ta không có hơn thua. Dạ, người ta không có trách móc ai chứ. Tại vì tất cả các cái điều mình phải thọ lãnh thọ hưởng của thế giới quan xung quanh của cuộc đời này. Nên người biết ơn chừng nào có gì, người ta sống vị tha chừng đó, tức là sống vì người chừng đó. Cái này nói thôi chứ mình để thẩm thấu nó là cả một vấn đề. Là người ta phải dò xung quanh tiền ở đâu có để xài, cơm đâu có để ăn, không khí đâu có để thở. À, tất cả thuốc men bệnh tật, tất tần tật ở trong cuộc sống này, coi mình làm được cái gì. À, hình chưa thấy người ta làm không, hoặc cho mình không, chứ mình đâu có làm được gì. Nên mỗi khi mà mình làm lại được cái gì cho người ta cũng chẳng qua là rất là nhỏ thôi, nó không có nhiều. Rồi xa hơn nữa, nhớ ơn cha mẹ này nọ, à, dân dân, nói chung là mình cứ từ cái góc độ đó mà mình đi ra, nên chúng ta thấy là mình là người thọ ơn hết. Ở trong cuộc đời này, mỗi khi chúng ta còn thở, còn sống là chúng ta sẽ thọ ơn mọi người xung quanh rất là nhiều. Nên mình phải biết những cái điều đó mà mình trân trọng. Cái điều cuối cùng đó quý vị, sự bình yên tới từ bên trong. Đừng phí công tìm kiếm nó ở đâu ở bên ngoài. Đó là một cái niềm hạnh phúc, đó là hạnh phúc thứ 10, là giữ được sự bình yên ở bên trong. Người ta đi tìm hạnh phúc á, tìm đó tìm đây. Quý vị nghe cái bài hát không? Nghe kể chuyện ngày xưa có một nàng công chúa, nơi vườn hoa mùa xuân vấn vương bao một nỗi buồn. Nàng đi tìm hạnh phúc nhưng chàng có biết đâu, nàng tìm hoài không thấy nên công chúa u sầu. Tức hạnh phúc đâu có đâu mà tìm. Mình tính là hạnh phúc là vàng, đi tìm vàng có hạnh phúc hả? Nhầm người, có đóng vàng cũng khổ như thường. Nhầm người, mình tính đâu là có tiền có hạnh phúc hả? Nhầm người, tiền chất đóng vẫn đau khổ như thường. Nhầm người, bỏ ra cả 70-80 năm kiếm tiền, tới kiếm rồi toàn là bệnh không với già, hưởng được gì tiền đâu. Cho nên á, không phải là tiền là hạnh phúc, không phải là ở đâu hạnh phúc. Có những người ta nói Việt Nam này sống hạnh phúc, ta đi tìm tới Mỹ, tìm tới châu Âu ta ở, nhưng mà tới đó ta vẫn không phải là hạnh phúc, chỉ được sướng ở thân chút xíu thôi. Nên tại sao các vị tỳ kheo và thời Đức Phật dạo trong rừng sống mình mà các vị hạnh phúc? Là hạnh phúc là sự yên ắng ở bên trong, sự tĩnh lặng ở trong tâm hồn của mình, không căng thẳng, không sợ hãi, không sầu thương, không oán giận.
hạnh phúc nó xuất hiện từ trong nội tâm của mình, chứ không phải hạnh phúc là từ cái nơi mình đi tìm. Nên đó, hồi xưa có ông đó, ông đi qua Tây Tạng, ông tìm Phật ở bên đó. Nên gặp một cái vị thầy mới hỏi là ông đi đâu, là tôi đi qua Tây Tạng, nghe nói các cái vị Lạt Ma Tây Tạng á là Phật tái sanh. Thì vị thầy nói là dầu cho ông đi tìm gặp các vị Lạt Ma nữa, ông cũng không có được an vui hạnh phúc đâu. Tại hạnh phúc không phải nằm chỗ đó. Có thể thế này thì được, tìm những bậc cao minh, cao nhân để học tu thì được. Chứ ông tìm nơi đó là ông sẽ hạnh phúc, rất là hạnh phúc khi ở dưới chân Ngài, vân vân. Ví dụ như bàn Phật đó, mình ở dưới bàn Phật mình có hạnh phúc không? Trừ khi chúng ta biết được giáo pháp nhà Phật và mình tu tập, và mình tu tập có kết quả. Biết giáo pháp, tu tập có kết quả là cả ba cái chặng đường nha. Mà muốn biết được giáo pháp là cả một cái sự nhân duyên á mới biết được giáo pháp. Biết được giáo pháp rồi tu tập có kết quả. Có nhân duyên biết được giáo pháp thì cái tu tập có kết quả là hạnh phúc thật sự. Còn cái đang tu tập á là một cái hạnh phúc nó tương đối thôi. Còn biết được Phật pháp chưa có hạnh phúc gì đâu, mà chỉ có một cái niềm vui thôi ở trong lòng mình. Như vậy á, thì chỉ có sự bình yên ngắn ở trong lòng, trong tâm á mới là hạnh phúc thật sự. Cho nên á, làm gì làm á có gì, chúng ta giữ lại một cái gì đó ở trong lòng của mình, đừng cho nó nổi lên quá, sân si nổi lên quá, ghét ghen hận thù nổi lên quá, dục nhiễm nổi lên quá, là mình lo lắng, mình sợ hãi, mình không có được cái hạnh phúc thật sự từ ở trong nội tâm của mình. Cho nên người ta giữ cái nội tâm của mình cho thật là bình yên, cho thật là yên ắng để tạo cái hạnh phúc cho mình. Lấy cái câu hỏi, còn ít thời gian trả lời cho quý vị các câu hỏi. Thưa Thầy, cho con hỏi, đầu óc suy nghĩ việc gì không quan trọng, chỉ cần thấy biết mình đang suy nghĩ là vẫn chánh niệm tỉnh giác phải không Thầy? Thưa Thầy, trong kinh niệm xứ thường lặp lại vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Thưa Thầy, đã an trú chánh niệm rồi sao còn phải hướng đến chánh niệm nữa? Như vậy chẳng phải giống như tìm cái mình cần tìm khi nó đang nằm ở trong tay? Cái ý đầu tiên á là suy nghĩ việc gì không quan trọng, chỉ thấy biết mình đang suy nghĩ có phải là chánh niệm không? Đúng. Chánh niệm là gì? Những cái gì xảy ra biết cái đó ở trên thân và tâm của mình. Vì thân và tâm của mình cái gì xảy ra? Cái thân á thì cử động đang xảy ra, cảm giác đang xảy ra, ví dụ đau nhức nóng lạnh nó đang xảy ra. Nhiều lắm máu chảy là mình không tính. Rồi cái tâm gì đang xảy ra? Tâm và tâm sở đang xảy ra. Thọ tưởng hành thức nó đang hoạt động. Thì cái này nói, đang nói tới suy nghĩ là mình đang nói tới hành quẩn, nó đang hoạt động. Hành quẩn hoạt động, rõ biết hành quẩn hoạt động và nó hoạt động trong ý niệm là ý niệm gì. Chúng ta nhận diện cái ý nghĩ chứ không phải nhận diện nội dung ý nghĩ. Ở đây đang nói suy nghĩ gì không quan trọng, mà biết đó là nhận diện cái nó nghĩ chứ không phải nội dung nó nghĩ. Cái nghĩ với nội dung nó nghĩ hai cái khác nhau. Cái nghĩ là sự hoạt động của hành quẩn, còn nội dung nó nghĩ á là những cái dự định, những cái quyết định, những là cái chủ ý, là nội dung của nó. Rồi bây giờ ở trong kinh đó đang nói là chánh niệm, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, rồi với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, là người này đang tập chánh niệm. Đang tập chánh niệm để chi? Để tâm nó lặng xuống và hiểu biết, để đi đến chánh trí và chánh niệm thật sự. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Đáng lẽ nói là chánh niệm ban đầu, ở sao là chánh niệm tỉnh giác? Tức là cái người mà đã an trú chánh niệm như vậy, chánh niệm nghĩ là làm gì biết cái đó, làm gì biết cái đó, làm gì biết cái đó.
để đi đến chánh trí. Đi đến chánh trí tức là đi đến sạch pháp trong tất cả pháp, để mà mình thực sự chánh niệm tỉnh giác rõ biết về tất cả các pháp. Quý vị đừng có cưỡng cái từ mà mình phải hiểu cái từng bậc của sự tu tập. Ban đầu là chúng ta tu chánh niệm, chúng ta chưa đạt đến chánh niệm nên chúng ta an trú trong cái chánh niệm, tức là mình tu tập như vậy như vậy vậy. Sau này mới đạt được chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là không làm gì hết nhưng nó vẫn biết hết, thì cái chánh niệm sau đó là cái đó đó. Không làm gì hết mà biết hết là chánh trí chánh niệm. Không làm gì hết mà biết hết. Còn ban đầu mình phải làm, tức là phải có như lý tắc ý để chánh niệm nó hoạt động. Chánh niệm hoạt động trên nền có như lý tắc ý, nên có như lý tắc ý chánh niệm mới hoạt động. Và chánh niệm hoạt động thì chánh trí và sự hiểu biết thật sự nó sẽ hiện tiền, gọi là chánh niệm tỉnh giác hiện tiền. Mình hiểu vậy thôi. Nói chung là bước 1, bước 2, bước 3 là vậy đó. Chứ không phải có chánh niệm rồi đi tìm chánh niệm, là không phải. Chúng ta đang bị cái từ nó cột trói mình lại. Ví dụ như á, tu và kết quả của tu hai cái khác nhau. Nên chúng ta lấy lại tu còn kết quả tu gì nữa, đang tu mà còn kết quả tu. Ví dụ như vậy đó, là chúng ta tu nhưng mà sau đó là kết quả của tu, tức là không tu, ta gọi là vô tu, là kết quả của tu. Nên nhầm khi á, mình dùng cái từ á, để mà mình suy nghĩ về nghĩa đen á, nhầm khi nó không tới cái từ mà trong kinh Phật muốn nói. Kinh Phật muốn nói mình phải biết nghĩa bóng, nghĩa đen và cái mà Đức Phật muốn nói về cái gì ở cái phương tiện đó. Khi mà mình biết rõ nhất là mình chứng kiến Đức Phật dạy cho ai thì mình mới hiểu rành mạch. Kinh chép lại thông qua người thì chúng ta cũng hiểu qua trung gian, nên nó không có 100% như là lời Đức Phật dạy xưa. Dạ xin Thầy Quang Hỷ cho con hỏi. Con có người bạn rất hiền, rất thương vợ con, mà có người vợ lúc nào chồng con làm gì cũng hay chỉnh sửa, không bao giờ vừa ý hết. Khi không vừa lòng thì quát tháo lên. Mà người vợ này biết nhà Phật, ăn chay trường tụng kinh mỗi ngày. Xin Thầy cho hỏi một người đã biết nhân quả thì sau này sẽ bị nghiệp gì? Xin Thầy giải thích cho con hiểu. Cái ý thứ nhất này dài quá. Ý thứ nhất tức là người vợ biết tu còn là người chồng cũng biết thương vợ con, nhưng người vợ này không có bằng lòng với ông chồng. Khi nói ra là cái người này là hay dặn nài bẻ ống, không phải dặn nài bẻ ống cũng không phải nữa, người vợ này hay sửa lưng. Cái này gọi khắc khẩu thôi. Dạ người vợ này không hài lòng gì với ông chồng của mình. Thực ra không phải không hài lòng với chồng không, mà không hài lòng với ai hết trơn á. Người này ngã mạn cao, cho nên á, sống với nhà chỉ có ông chồng thôi, không hài lòng với ông chồng. Nhưng sống với người khác sẽ không hài lòng với người khác đấy. Quý vị tin không? Tại người này ngã mạn rất cao, nên không đồng ý với ai chứ. Tôi là số 1, ý tôi là số 1. Tất cả ý mọi người xung quanh nó là số 2. Cho nên ông chồng với con á, là số 2. Nên chồng con nói gì ra cổ cũng bẻ chứ. Bẻ gãy giò gãy tay thôi à, tức là sửa lưng. Thực ra không đồng ý với ai chứ không phải không đồng ý với ông chồng không đâu. Mà tại vì ở con mình ông chồng nên thấy bẻ con mình ông chồng. Chứ ở với bạn bẻ bạn luôn bây giờ. Còn nói là cái người mà biết nhân quả như vậy thì làm như vậy bị tội gì? Không phải người biết nhân quả, không biết nhân quả gì đâu. Cái nhân quả nó vận hành nó độc lập tư duy với con người. Mình làm cái này thì nó sẽ có cái kết quả của cái làm đó. Giống hệt như người ta thảy vào trong vũ trụ năng lượng thì vũ trụ nó sẽ thảy ta một năng lượng. Nó đơn giản thôi, cái là quy lực bù trừ với nhau. Đâu phải ông hiểu ông làm á thì nó mới thảy lại, ông không hiểu ông làm nó không thảy. Ông thảy ra nó thảy lại, ông hiểu không hiểu không quan trọng, nó đâu có quan trọng ông hiểu không hiểu. Nên khi mình thảy ra nó thảy lại thôi, không quan trọng hiểu không hiểu gì hết. Cho nên đó là cái tội với cái phước
nhân quả nghiệp báo cũng đồng với nhau, chứ không phải người này biết vậy mà làm vậy rồi tội làm sao nữa, không biết làm cũng tội y vậy à. Nhưng mà tội này nó dựa vào thân khẩu ý, nên đó khi mà làm với chánh kiến, làm với không có chánh kiến thì nó tự trừ cấn nhau, nó mới ra cái sau cùng. Nói gì cho dễ hiểu. À, người vợ này cũng từng ngoại tình, lúc còn ngoại tình chửi mắng chồng xúc phạm, không lời nào tả được. Anh chồng thì rất thương các con nên cố gắng sống, xin thầy quan hỷ giải thích. Con hiểu người vợ này sau này sẽ bị nghiệp như thế nào. Thì ngoại tình thì tội ngoại tình. Ví dụ như trong kinh nhân quả nghiệp báo có câu: có chồng mà lại lấy trai chết xuống âm phủ cửa hay nổ dầu. Ví dụ đó mình đọc mấy câu vậy đó. Cái đó là nói chung chung thôi. Còn là cái người mà ngoại tình về chửi chồng, tại vì ông chồng hiền quá, còn cô này thì tánh là không có chung thủy, rồi không có thương chồng, đơn giản không thương chồng, không chung thủy, rồi làm quyền trong gia đình. Cho nên tất cả đều là có cái nhân quả nghiệp báo của nó hết. Còn bây giờ nói chung chung mà nói gì tội gì bị quả báo thế nào thì mình không thể nói một cách sáng đáng được, mà tùy họ làm đó với lúc đó với tâm gì, rồi sau này họ có sám hối hay không, vân vân, thì cái nghiệp quả nó đến một cách khác nhau. Chứ không thể nào mình thấy ai làm y vậy thì tội lỗi cũng y đâu, không có đâu. Ví dụ như tướng cướp Angulimala đó, sát hại bao nhiêu người nhưng cuối cùng ngài cũng đắc quả giải thoát đó. Quý vị tùy người thôi, và tùy cái hành động của mình thì cái nghiệp đó nó còn tác động nữa hay không, do sự sám hối, do sự tu tập đổi tâm của mình trong những cái vô thường thay đổi. Rồi hết giờ, chúng ta dừng lại ở đây, ngày mai chúng ta vẫn học bình thường nha. Một lần nữa, trong cuối năm cũ bước qua năm mới, sáng mai là năm mới của năm dương lịch này. Các nước Tây Âu như Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Úc rồi đó, người ta ăn Tết Tây vui lắm. Đêm nay là người ta đốt pháo bông nè, đùng 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 các cái điện lớn như là ở thủ đô Washington DC rồi của Mỹ, New York rồi ha, hoặc là nơi là Las Vegas rồi đó, là người ta đốt y đùng pháo bông rồi. Mà không biết năm nay có đốt không? Năm nay Omicron đang hoành hành dữ quá, không biết có đốt không? Chứ mấy năm trước là đốt dữ lắm á, đêm nay. Chúc quý vị năm cũ bước qua năm mới, thân tâm thường lạc, chí tánh thường minh, thường hoạch thức tường, diễn ly khổ ách, sống an lành, ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nguyện đem với những cái phước báo công đức tu hành được, quý vị sẽ hưởng được bình an trong một năm mới và tinh tấn tu hành. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta chắp tay, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tân cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.